Xin kính chào quý vị và các bạn. Clip ngày hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc đầu CD đến từ thương hiệu Acouphase, có model là DP65V. Đây là một trong những cái chiếc đầu rất hay ở trong phân khúc, được nhiều bác gọi đây là những chiếc đầu quốc dân. Chiếc đầu này thì ngoài chức năng chạy CD còn có chức năng chạy giải mã DAC, nên là các bác nào hay chơi nhạc số thì kết nối qua chiếc đầu này và sẽ giải mã qua chiếc đầu này, nên cho cái chất lượng nhạc rất là tuyệt vời. Chiếc đầu CD DP65V này hàng đẹp xuất sắc không tì vết luôn, hàng đẹp xuất sắc không tì vết đó. Và đây là cái phần quắc hiển thị bài cũng như là cái số dây, và chính giữa là có cái chữ biểu tượng Acouphase đây, và bên dưới đó là cái phần khay đĩa. Và kèm theo đó là chiếc khiển zin, chiếc khiển zin của hãng Acouphase. Và đây cũng chiếc khiển zin của đầu luôn. Và tiếp theo đó là chiếc cọc dây của theo máy luôn. Cái dây này dây xịn luôn thôi nhá, Kawasaki luôn. Và em sẽ test chức năng chạy CD cho các bác, sau đó em sẽ quay một vòng để các bác cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của chiếc đầu này. Cơ rất là mượt, cái phần cơ này rất là êm ái, rất là mượt mà. Mắt đọc rất là tốt luôn. Em sẽ dùng điều khiển em lách bài cho các bác cùng trải nghiệm luôn. Buông tay là đọc luôn. Chiếc đầu CD này hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng. Và ra vào rất là mượt mà. Cơ kích rất là sướng luôn. Em sẽ tắt nguồn đi. Em sẽ quay chi tiết từng góc cạnh cho các bác cùng trải nghiệm. Với thiết kế mặt phay nhôm bằng chanh đó, và bên dưới cái mép dưới này là vát cạnh rất là mềm mại, rất là đẹp. Rất là mới luôn. Và cái giá chiếc đầu CD này em đang giao lưu với các bác là giá 58 triệu. Và đây bên này nó là hai cái hồi ga rất là mới. Và đây là phía sau của chiếc đầu CD đó. Đây, dòng này nó có cái đường quang in và quang out. Đấy, các bác khi các bác cắm từ TV xuống thì các bác kết nối vào cái đường quang in này thì nó sẽ giải mã các bác qua đường Analog đây. Những dòng đầu đời cao thì luôn luôn sử dụng thêm hai cái đường ba lăng ba chân DP65V 18W. Và ngoài ra chiếc đầu này còn sử dụng thêm hai cái đường option đây. Rất là tiện lợi luôn. Đường option này các bác có thể mua thêm cả, các bác có thể cắm vào, nó như là một cái chiếc âm ly. Rất là tuyệt vời. Như cái giá em đang giao lưu với các bác là giá 58 triệu, rất là mới luôn. Các bác nào ở gần thì mời các bác qua em giao lưu, các bác ở xa thì em có thể ship toàn quốc cho các bác. Và bên em còn có cả hỗ trợ thêm cái phần ship COD. Các bác nào mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em Nhất Long Audio qua số điện thoại 0911886266. Và video đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.